Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên tin tức mới để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi nhất có trong ngày. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn đến từ chúng mình. Ngay bây giờ, hãy cùng với mình đến với nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Cảnh sát giao thông chung sức hộ tống đưa hàng chục ngàn công nhân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về quê. Cảnh sát giao thông các tỉnh huy động quỹ mua sẵn nước uống, bánh mì lên kế hoạch đảm bảo giao thông cho người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê bằng xe máy. Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Ban giám đốc Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh đã phối hợp với công an các huyện, thành phố và lực lượng chức năng chủ động lên kế hoạch tổ chức triển khai các phương án phân luồng từ xa, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch tại các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch và trên các tuyến đường giao thông. Với tinh thần trách nhiệm cao, bên cạnh việc tuyên truyền chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, giữ khoảng cách và không dừng dọc đường trừ khi ghé đổ xăng và vệ sinh cá nhân nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch, thì người dân di chuyển, cảnh sát giao thông các tỉnh cũng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, đảm bảo phòng chống dịch và an toàn cho người dân khi di chuyển qua địa bàn. Lực lượng chức năng cùng các nhà hảo tâm phát tặng miễn phí đồ uống, đồ ăn nhanh, dựng lều bạt cho nghỉ ngơi, đảm bảo cách ly theo đúng quy định. Để hỗ trợ người dân đi lại về quê thuận tiện, an toàn và thông suốt, tránh ùn tắc giao thông, Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Gia Lai, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình đã bố trí lực lượng, phương tiện chuyên dụng, dẫn đường, đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển từ địa bàn giáp danh. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng vui mừng chào đón, hỗ trợ đoàn công nhân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về quê bằng xe máy. Đi đến đâu, người dân cũng được lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp sức bằng đồ ăn, nước uống. Một người dân bị hỏng xe máy được cảnh sát giao thông hỗ trợ, đồng thời cũng kịp thời cung cấp nước uống để người dân lấy sức tiếp tục hành trình dài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tin tức mới. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và hãy nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ thông tin nào đến từ tin tức mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.